anh về phải ha. Dạ. Dạ, hẹn ngày lên nhận máy. Đợt trước lên là hàng chưa về. Dạ đúng rồi. Đợt này lên mà hàng mới về. Đây chạy gì dưới tới tối luôn quá. Dạ. Thì đi xe máy đợt này 3 tiếng. Ờ, 3 tiếng, dạ. Hai em đi đã. Dạ, ok anh trai, hai anh về khỏe. Rồi, vậy là khách hàng đã trên đường về Long An rồi ha. Thì em Kim vừa mới nhận cọc xong. Khách hàng chốt một em máy đào Kubota U50-5 đời 2012. Nhưng mà em nó còn chất lắm nha cô chú anh chị. Thì hôm trước anh trai có lên một lần nhưng mà hàng nó chưa có về. Hôm nay là anh trai quyết định lên một lần nữa là hàng vừa về. Sản phẩm này là ngày mai em Kim đăng kiểm nha. Đó, chưa tháo lớp B chưa gì hết đó, là cái này là em Kim sẽ tiến hành bảo dưỡng theo yêu cầu của khách hàng. Đấy, bơm bọng nè, rất là đẹp luôn. Thì khách hàng có yêu cầu là sơn lại cục rết ha, sơn lại cái phần này nha, và cái lường này. Búa thì em đã lấy ra và test luôn thực tế trên cho khách hàng rồi. Đấy, có tháo lắp nhanh đó. Thì xe này nói chung là nó cũng tương đối là nó khá là ok rồi, nhưng mà mình sẽ bảo dưỡng theo nhu cầu của khách hàng. Và qua quá trình kiểm tra thì lọc nhớt, lọc hồi, lọc gió đồ nó còn rất là đẹp. Cho nên là em sẽ tư vấn khách hàng là em sẽ chặn một bộ, trọn bộ cho khách hàng mang về. Khi khách hàng xài cái này vài tháng rồi á, khi nào muốn thay thì thay. Có nghĩa là em sẽ tặng một thùng nhớt Castrol, loại lớn ha, loại 20 lít, 18 hay 20 lít gì đấy. Rồi một lọc gió, một lọc hồi, một lọc nhớt, nói chung là nguyên cái combo để khi nào anh trai có cần sử dụng là mình sử dụng ha. Đấy. Thì xe nó cũng tương đối là khá là ok. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị đã dành ít phút xem cái video của em Kim nha. Hẹn cô chú anh chị vào những cái video kế tiếp ạ. À.